Đây là cái cách mà mình đã áp dụng ChatGPT để mà lên ý tưởng viết kịch bản cho một cái video của mình. Hôm trước thì có một cái nhãn hàng họ nhờ mình lên một cái video giới thiệu cái sản phẩm cho họ. Sản phẩm ở đây đó là một cái sản phẩm về báo cáo cái số liệu bán hàng online. Bước đầu tiên mình sẽ kêu nó gợi ý cho mình năm cái cách mở đầu video đi. Ở đây nó gửi cho mình tình huống thực tế nè, theo kiểu hấp dẫn nè, theo kiểu kích thích tò mò, theo vấn đề và giải pháp, và theo lợi ích ngay từ đầu. Trong năm cái này thì mình khá là thích cái ý tưởng là sẽ chọn cái cách là tạo sự tò mò. Cái lời thoại mà nó gửi cho mình đó là bạn có thật sự nắm rõ kinh nghiệm của mình chỉ với cuốn chuột, thì cái này thì mình cảm thấy nó hơi học thuật quá. Ở đây mình có nói thêm cho nó nè: tôi thích ý tưởng tạo sự tò mò, nhưng mà gợi ý thêm cho tao năm cái cách tăng cái tò mò khác đi, và cụ thể luôn cho nó khách hàng mà mình đang nhắm tới ở đây đó là những người như thế nào. Đây, ở đây nó gửi cho mình nè: bạn có thực sự biết ngành hàng nào đang bùng nổ hay không? Tò mò theo kiểu là khác biệt so với đối thủ mà mình lựa chọn cái ý này, đó là bí mật về thành công. Điều gì giúp anh ấy thành công vượt trội như vậy? Với cái kịch bản của mình thì mình sẽ sửa cái lời thoại là một tí xíu. Bí mật mà những cái shop lâu năm họ khác biệt so với bạn là gì? Đấy, đó là số liệu, cái phần mở đầu của mình như thế này. Các bạn có biết cái khác biệt lớn nhất của những người mà kinh doanh lâu năm trên sàn với bạn mới kinh doanh đó là cái gì không? Đó chính là số liệu. Sau khi mình chọn được cái cách mở đầu rồi thì mình lại yêu cầu nó là viết cho mình cái kịch bản nội dung video cho cái chủ đề đó luôn, đó là bí mật của cái shop thành công là cái gì. Ở đây nó gửi cho mình nè một cái cách mở đầu, rồi xong rồi cảnh thứ hai là gì, cảnh thứ ba là gì, cảnh thứ tư là gì, cảnh thứ năm là gì, và sau đó mình áp dụng tương tự như vậy các bạn ha. Không, mình không bê nguyên si cái của nó vào, tại vì cảm giác là nó giống như TVC vậy. Thực sự là cái ChatGPT nó giải phóng cho đó của chúng ta khá là nhiều ấy.